Đa số thì mình hay có cái ý nghĩ là mình đưa cái hình ảnh của chư tăng lên á, cho thật đẹp. Thì đấy cũng là cái biểu mẫu cho những người đệ tử tại gia, để họ thấy được là một hình bóng quý thầy ở ngôi chùa đấy, đích danh là như vậy, thì để ít nhất là họ có một cái để hướng về, đây là thầy mình, là chùa mình. Nhưng mà con thấy thầy không muốn xuất hiện trên một cái thông tin đại chúng hay là ở hình ảnh, thì các thầy đến rất là băn khoăn. Mong muốn lớn nhất của con đó là nhiều người sẽ biết ngôi chùa này. Họ có thể gọi tên ngôi chùa này, vì khi họ gọi tên thôi, họ đã có thể niệm được một danh hiệu của một vị vị Bồ Tát, là Bồ Tát Địa Tạng, là họ đã kết duyên với Phật rồi. Chỉ cần đến đây vì họ đến kính Phật mà về, mến cảnh mà về, chứ không phải nhất thiết vì một ông thầy mà về. Và sau này ví dụ như những thầy khác đến để tiếp tục kế nhiệm cái việc trú lại ở đây và hành trì ở đây, thì họ sẽ làm được một việc, đó là họ không bị cái hình ảnh trước của cái người đời trước xây dựng làm cho họ bị khuất, bị lu mờ đi. Thì con mong cầu là không gây áp lực cho người đến đến sau. Thì chư tăng về đây ai cũng có thể là chú trì ở đây. Ở chùa Địa Tạng này chỉ có là dung chứa, không có chọn lựa. Con sẽ là hình ảnh chung của quý thầy, và tất cả anh em về đây thì trong đó thì ai ở đây cũng đều được. Đấy là mong cầu của con.